ta có thể bước đi trên con đường này, người mà ta cảm kích tận đáy lòng, đó chính là ba người phụ nữ. Thưa mẹ, người đã vì con mà phải trả giá và hy sinh quá nhiều thứ. Tình yêu bao la của mẹ như ngọn đèn sáng chỉ đường cho con đi. Sự chúc phúc của mẹ đó cũng luôn là hành trang để nâng đỡ bước chân của con. Ngôn ngữ thật khó có thể diễn tả hết sự cảm kích này. Cô ba, nàng đã từ bỏ mọi yêu thích của bản thân mình để ủng hộ cuộc hành trình khổ hạnh của ta, làm tròn trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ ta và con trai Rahula. Đều do nàng gánh vác khiến ta yên tâm ra đi. Đối với những điều này ta cũng vô cùng cảm kích. Còn người có công thứ ba, đó chính là thím Mangala. Nếu không phải thím Mangala hướng dẫn cho ta con đường tu hành này, e rằng việc giác ngộ đối với ta chỉ là một giấc mộng. Nhờ có thím mà cuối cùng đã hóa giải được những nghi ngờ trong lòng. Love.